Tại Việt Nam, Mỹ xác định Việt Nam không bán phá giá lốp xe ô tô. Việt Nam vượt Trung Quốc, Ấn Độ trở thành quốc gia thu hút FDI hấp dẫn nhất. 82% trong tổng số trên 130.000 doanh nghiệp không nhận được hỗ trợ từ chính phủ. Chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2021. Trên thế giới, Trung Quốc ước tính lượng hành khách sẽ giảm 40% trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Samsung đối diện với thách thức lớn sau khi phó chủ tịch đi tù. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin 24/7 trên kênh truyền hình FBNC. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Thưa quý vị, Bộ Năng lượng và Mỏ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa cho biết nước này sẽ tiếp tục triển khai các dự án năng lượng để xuất khẩu điện năng sang các nước láng giềng. Trong đó thì có Việt Nam. Hiện Lào có 81 nhà máy sản xuất điện, trong đó thì có 70 nhà máy thủy điện với tổng công suất lắp máy là 10.328 MW. Đạt năng suất điện năng là 53.640 triệu kWh một năm. Tại kỳ họp lần thứ 43 của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào diễn ra vào tháng 12 năm 2020, thì hai nước đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc phát triển dự án thủy điện tại Lào và bán điện về Việt Nam, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng ở Việt Nam cũng như góp phần tăng ngân sách cho Lào. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính chung năm 2020 thì Việt Nam nhập khẩu 105.000 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm tới 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì nhập khẩu từ Thái Lan là 52.700 chiếc, giảm 29% và từ Indonesia với 35.000 chiếc, giảm 25% so với năm 2019. Riêng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng tới 46.7% và đạt hơn 7.400 chiếc. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, Việt Nam đã trở thành thị trường cung cấp cao su lớn thứ hai cho Trung Quốc. Chỉ trong tháng 11 năm 2020 thì Trung Quốc đã chi hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ để nhập cao su từ Việt Nam. Con số này đã tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng thị phần hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Việt Nam đã chiếm 29,98% trong tổng trị giá nhập khẩu hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp của Trung Quốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết trong năm 2020 thì Thái Lan có 40 dự án đăng ký mới, 23 dự án đăng ký điều chỉnh vốn và 100 lượt góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng hơn gấp đôi so với năm 2019 và gần gấp 7 lần so với trong giai đoạn năm 2015 đến 2020. Có thể thấy thì trong bối cảnh dịch Covid-19 thì các nhà đầu tư Thái Lan đang tăng cường hoạt động đầu tư, mua bán, sáp nhập tại Việt Nam. Đồng thời họ cũng quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam để có thể hưởng lợi thế mà các FTA mang lại. Hiện các lĩnh vực đang được quan tâm nhiều là công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng sạch và bất động sản. Cũng theo Bộ Công Thương thì mới đây, Bộ Thương mại Mỹ DOC đã ban hành kết luận điều tra sơ bộ đối với nội dung phá giá trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe ô tô của Việt Nam và một số nền kinh tế khác. Trên cơ sở thông tin dữ liệu từ các doanh nghiệp xuất khẩu, Bộ Thương mại Mỹ kết luận các nhà xuất khẩu của Việt Nam không bán phá giá lốp xe ô tô vào Mỹ. Trong khi đó thì các đối tác bị điều tra khác đều bị cho là đã bán phá giá với biên độ phá giá từ 14,24% đến 38,07% đối với Hàn Quốc, 52,42% đến 98,44% đối với Đài Loan, Trung Quốc. Kết luận này mang lại lợi ích đáng kể cho ngành cao su và nông dân trồng cao su của Việt Nam khi một số lượng lớn cao su khai thác tại Việt Nam được sử dụng để làm sản phẩm lốp xe. Thưa quý vị, theo báo cáo của đơn vị phân tích kinh tế EIU thuộc tạp chí The Economist, Việt Nam đang nổi lên là quốc gia thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI hấp dẫn nhất ở châu Á, vượt qua cả Trung Quốc và Ấn Độ. Việt Nam cũng dần trở thành công xưởng sản xuất giá rẻ mới trong chuỗi cung ứng khu vực châu Á. Và nhân tố chính giúp cho Việt Nam có được điều này là chính sách khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài xây dựng xưởng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, nguồn nhân công giá rẻ và việc tăng cường tham gia các hiệp định thương mại tự do. Ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công: Mai Sơn, Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây.
đã được đồng loạt khởi công ngày 30 tháng 9 năm 2020. Sau gần 5 tháng, tiến độ các dự án được đảm bảo. Tuy nhiên thì khó khăn hiện nay là bắt đầu xuất hiện việc khan hiếm mỏ vật liệu, trong đó có dự án Phan Thiết Dầu Dây. Thì trước những khó khăn trên, Ban Quản lý Dự án 7 đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xem xét và chỉ đạo các sở ngành tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu, thậm chí là khi số mỏ đất đắp không đáp ứng đủ thì Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu còn tính đến phương án tận dụng các khu đất nông nghiệp để khai thác đất. Liên quan đến vấn đề tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có nguy cơ cao ô nhiễm không khí đẩy nhanh việc ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, không phát thải, đồng thời thu hồi hoặc loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố. Thưa quý vị, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia NCIF vừa công bố kết quả từ cuộc khảo sát trên 130.000 doanh nghiệp tháng 4 và tháng 9 năm 2020. Và đáng chú ý là 82% doanh nghiệp cho biết họ không nhận được hỗ trợ từ các gói biện pháp của chính phủ. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ nhận hỗ trợ thấp hơn các loại hình doanh nghiệp còn lại. Cũng theo kết quả khảo sát, trên 83% số doanh nghiệp khẳng định bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Lao động và doanh thu của hầu hết các ngành theo khảo sát đều giảm từ 8 đến 15%. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường. Và theo đó thì mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng một lít được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng một lít được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào khai thác trong tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên thì thông tin với báo chí ngày 20 tháng 1 thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết tuyến đường vẫn chưa thể vận hành thương mại trong tuần tới. Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang làm việc với tổng thầu Trung Quốc và tư vấn Pháp về cung cấp tài liệu. Sau đó thì mới hoàn tất đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm toàn hệ thống. Đến nay thì dự án đã trải qua 3 lần chạy thử nghiệm nhưng vẫn chưa chạy được chính thức và chở khách. Như vậy thì đây là lần thứ 9 dự án bị lỡ hẹn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VSEF, thì kết thúc năm 2020, ngành cá tra xuất khẩu chỉ mang về kim ngạch khoảng 1,54 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh 23% so với năm 2019. Kết quả này không quá bất ngờ bởi ngay từ đầu năm 2020, cá tra đã liên tục sụt giảm kim ngạch vì ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên thì cuối năm qua thì ngành cá tra đã tín hiệu tích cực tại các thị trường Anh do tác động của UKVFTA có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2021 này, ngành hàng cá tra vẫn đặt mục tiêu đạt khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ 5% so với năm 2020. Theo các chuyên gia thì năm nay ngành cá tra vẫn còn nhiều thách thức khi phải đối mặt với các rào cản thương mại về chống bán phá giá, thay đổi quy định nhập khẩu ở thị trường Trung Quốc và tình trạng thiếu vỏ container vẫn chưa được giải quyết. Thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết niên vụ 2020, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết những vấn đề mà ngành sản xuất xuất khẩu đang phải đối diện hiện nay là mất mùa, năng suất giảm, giá bán thấp khiến người trồng cà phê tiếp tục gặp khó khăn, trong khi xuất khẩu cũng giảm cả về lượng lẫn giá trị. Cụ thể là năm qua thì xuất khẩu cà phê nước ta chỉ đạt 1,61 triệu tấn với giá trung bình là 1.740 đô la Mỹ một tấn. Theo đó thì sản lượng cà phê xuất khẩu đã giảm 5%, khối lượng xuất khẩu cà phê chế biến thì giảm mạnh hơn 17%. Các chuyên gia dự báo thị trường cà phê thời gian tới có thể phục hồi nhưng rất chậm vì dịch COVID-19. Thưa quý vị, thành phố Thủ Đức sẽ trở thành thành phố sáng tạo và là đô thị loại 1 với 8 trung tâm đổi mới sáng tạo. Đây là nội dung trong đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông thành phố giai đoạn năm 2020-2035. Theo đó, thì 8 trung tâm gồm khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm công nghệ tài chính, khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc, khu công nghệ cao, trung tâm sản xuất tự động hóa và khu công viên khoa học, khu đại học quốc gia thành phố, trung tâm công nghệ thông tin và công nghệ giáo dục, khu Linh Trung kết nối đại học quốc gia và khu công nghiệp cao, khu Tam Đa, Long Phước, trung tâm công nghệ sinh thái, khu Trường Thọ,
đô thị tương lai và trung tâm khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam. Để có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển thành phố Thủ Đức, riêng trong giai đoạn năm 2020-2025, nhu cầu về vốn trong khu vực nhà nước dự kiến hơn 41.660 tỷ đồng. Mời quý vị tiếp tục đồng hành với Phương Thúy trong phần tiếp theo của bản tin 24/7 ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong năm qua thì Việt Nam đã cung cấp điện thành công cho hơn 17 triệu hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Tại khu vực nông thôn thì tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 đạt 99,26%. Như vậy chỉ còn khoảng 0,74% số hộ dân nông thôn chưa được tiếp cận điện. Việc đảm bảo điện cho người dân nông thôn, miền núi và hải đảo của Việt Nam không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn đóng góp vào phát triển bền vững kinh tế xã hội cho khu vực. Thưa quý vị, huyện Vân Hồ, Sơn La vừa phát hành hơn 10.000 tem dán cho cây đào người dân trồng để phân biệt với đào rừng trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Kinh phí in tem sử dụng nguồn xã hội hóa, mỗi tem có giá khoảng 1.000 đồng một chiếc. Trên tem có chữ ký của trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vân Hồ. Huyện Vân Hồ cũng chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã rà soát số hộ, số lượng đào được trồng để phát tem đến người dân. Thương lái khi đến mua đào phải có giấy xác nhận mua của hộ nào ở đâu, số lượng bao nhiêu để chứng minh nguồn gốc của địa phương. Còn tại tỉnh Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh này cho biết tỉnh và Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng WTO đã tổ chức lễ khởi công nhà máy điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C, 1D tại ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Rơi. Tổng giá trị thực hiện dự án trên 10.000 tỷ đồng. Hiện Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua bán điện cho dự án này. Khi đi vào vận hành chính thức thì nhà máy điện gió Cà Mau 1 được kỳ vọng sẽ góp phần cân bằng nguồn điện cho không chỉ cho Cà Mau mà cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường, giảm thiểu sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch, kích thích đầu tư các dự án công nghiệp khác. Thưa quý vị, cảng nước sâu lớn nhất tại khu vực phía Nam Germaling đã chính thức đi vào hoạt động vào sáng ngày 19 tháng 1. Chuyến tàu thương mại đầu tiên của hãng tàu CMA CGM đã cập cảng với số lượng bốc dỡ hàng hóa lên tới gần 8.422 TEU. Theo thiết kế, cảng Germaling có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay lên đến 200.000 DWT. Và tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 của siêu cảng là 330 triệu đô la Mỹ. Trong giai đoạn này thì cảng có 800 mét cầu bến chính đảm bảo tiếp nhận cùng lúc hai tàu mẹ và 230 mét bến feeder xà lan trên diện tích là 33 ha. Khi chính thức đi vào hoạt động thì cảng Germaling góp phần thúc đẩy phát triển các trung tâm logistics, mạng lưới ICD vệ tinh, kho bãi liền kề, cụm công nghiệp và các dịch vụ phụ trợ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả khu vực phía Nam. Thưa quý vị, phát huy tiềm năng lợi thế về biển, tỉnh Kiên Giang đang tập trung thúc đẩy nghề nuôi biển theo hướng công nghiệp hiện gắn với phát triển du lịch. Mục tiêu đến năm 2025 thì tỉnh này có 7.500 lồng nuôi biển, đa phần là áp dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất dự kiến đạt 7.546 tỷ đồng và thu hút hơn 18.000 lao động trong lĩnh vực này. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, thì tỉnh đã phân vùng nuôi biển trọng điểm đối với thành phố Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải và các xã đảo thành phố Hà Tiên, Sơn Hải và Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương. Các loại hải sản được ưu tiên phát triển có giá trị cao, có khả năng xuất bán cả thị trường nội địa và xuất khẩu như là cá mú, cá bớp, tôm hùm xanh, tôm tít, ghẹ và chai ngọc. Thưa quý vị, những ngày này thì nhiều người trồng kiệu ở bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đang hối hả và thu hoạch bán ra thị trường Tết. Mùa kiệu năm nay thì người dân có được niềm vui trúng mùa và bán được giá. Củ kiệu Cam Ranh năm nay to, không bị sâu bệnh và tiền công thu hoạch tăng không nhiều. Với giá bán từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng một kg như hiện nay thì người trồng kiệu có thể lãi hơn 10 triệu đồng một hecta. Phòng Kinh tế thành phố Cam Ranh cho biết năm nay diện tích kiệu toàn thành phố ước hơn 12 hecta và đa phần diện tích này đang vào mùa thu hoạch rộ để kịp bán cho thị trường các tỉnh trong dịp Tết. Phần lớn kiệu ở đây được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Quý vị đang đến với phần tin thế giới trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa qua thì Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva cho biết quỹ này cần thêm nhiều nguồn tài chính để hỗ trợ các nước đang ngập trong nợ nần, viện dẫn triển vọng
Kinh tế toàn cầu khó đoán và khoảng cách gia tăng giữa các nước giàu và nghèo. Do đó, bà Georgieva cho rằng quyền rút vốn đặc biệt SDR là công cụ giúp tháo gỡ khó khăn về nguồn quỹ của tổ chức này. Theo người đứng đầu IMF, thì việc thực hiện đợt phân bổ mới SDR sẽ cho phép huy động thêm nhiều nguồn quỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế toàn cầu hiện nay, đồng thời thúc đẩy các hành động tiến tới nền kinh tế số và xanh. Vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, thì cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2021 trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn đại dịch COVID-19 đã phủ một lớp mây đen lên triển vọng tiêu thụ toàn cầu. Tuy nhiên, thì IEA cũng cho rằng các chương trình tiêm chủng trên diện rộng sẽ giúp khôi phục nhu cầu dầu mỏ trong nửa cuối năm 2021. Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, thì IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 5,5 triệu thùng một ngày lên mức là 96,6 triệu thùng một ngày vào năm 2021. Năm 2020 thì nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm 8,8 triệu thùng một ngày. Đây là mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận. IEA ước tính nhu cầu dầu mỏ trong quý 1 năm 2021 sẽ giảm 0,6 triệu thùng một ngày do với dự báo trước đó, và trong khi thì nhu cầu dầu mỏ cả năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm 0,3 triệu thùng một ngày. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Thống kê Quốc gia NBS Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2020 của nước này đạt 101.598 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 15.666 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng 2,3%. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc kể từ khi tiến hành cải cách mở cửa năm 1978. Tuy nhiên, thì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này được cho là nền kinh tế lớn duy nhất đạt tăng trưởng tương dương trong bối cảnh toàn cầu năm qua đã phải hứng chịu những hậu quả nặng nề của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Mức tăng trưởng 2,3% cũng vượt hơn dự báo 2% mà hãng tin Pháp AFP tham khảo ý kiến từ 13 thể chế tài chính. Có được kết quả trên, một phần là nhờ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 4 năm 2020 tiếp tục tăng nhanh, đạt 6,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 4,9% của quý trước đó. Cùng với đó, thì sản lượng công nghiệp giá trị gia tăng năm 2020, một chỉ số kinh tế quan trọng, cũng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, số lượng các chuyến đi của hành khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 40% so với năm 2019. Cụ thể thì bộ này ước tính sẽ có khoảng 1,7 tỷ lượt hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2021, với trung bình khoảng 40 triệu lượt mỗi ngày. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 11 tháng 2. Những người trở về quê trong dịp này cần có giấy xét nghiệm COVID-19 với kết quả âm tính 7 ngày. Hôm thứ Tư ngày 20 tháng 1, thì chính quyền thủ đô Bắc Kinh cho biết họ sẽ điều tra tất cả những người nước ngoài vào thành phố kể từ ngày 10 tháng 12 và đóng cửa một ga tàu điện ngầm sau khi ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm hàng ngày cao nhất trong hơn 3 tuần. Dù năm 2020 là một năm đại dịch COVID-19, thì tuy nhiên tại Trung Quốc các mặt hàng xa xỉ vẫn rất được ưa chuộng. Theo báo cáo của công ty tư vấn quản lý toàn cầu Bear & Company và bộ phận bán lẻ trực tuyến Tmall, thì doanh số bán hàng xa xỉ ở Trung Quốc đã tăng 48% trong năm ngoái lên 346 tỷ nhân dân tệ. Thị phần của Trung Quốc trên thị trường hàng xa xỉ toàn cầu tăng gần gấp đôi lên 20% vào năm 2020. Trong đó thì ngành hàng da và đồ trang sức dẫn đầu với mức tăng trưởng hơn 70%. Quần áo may sẵn cũng cải thiện hơn 40%. Và cùng với đó thì chi tiêu làm đẹp xa xỉ tăng 25% và đồng hồ cao cấp tăng 20%. Trung Quốc có 1,58 triệu gia đình có tài sản ít nhất là 10 triệu nhân dân tệ có thể dùng đầu tư vào năm 2020. Chi tiêu hộ gia đình bình quân năm ngoái của họ là 1,75 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, mới đây thì Ấn Độ đã yêu cầu WhatsApp hủy kế hoạch thay đổi chính sách quyền riêng tư mang tới vấn đề mới cho dịch vụ của Facebook tại thị trường lớn nhất. Trong email gửi giám đốc WhatsApp Venkatkar, thì Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ khẳng định bản cập nhật chính sách chia sẻ dữ liệu sắp tới làm dấy lên quan ngại nghiêm trọng về tác động của nó tới lựa chọn và quyền tự chủ của công dân Ấn Độ.
Do đó mà chúng tôi kêu gọi các bạn rút những thay đổi được đề xuất. Bộ Công nghệ Thông tin còn yêu cầu WhatsApp làm rõ thỏa thuận chia sẻ dữ liệu với Facebook và các công ty khác, cũng như tại sao người dùng châu Âu được miễn trừ chính sách quyền riêng tư mới, còn người dùng Ấn Độ không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Và Bộ cho rằng đối xử phân biệt như vậy là phương hại tới lợi ích của người dùng Ấn Độ và chính phủ nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm trọng. Chính phủ Ấn Độ có trách nhiệm đảm bảo được quyền lợi của công dân không bị tổn hại và do đó yêu cầu WhatsApp phản hồi lại các vấn đề nêu trên trong thư. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vào tháng 6 tới. Trong thông báo, thì Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ Thủ tướng Boris Johnson sẽ tận dụng cương vị Chủ tịch G7 năm 2021 để giúp thế giới xây dựng lại tốt hơn sau đại dịch COVID-19 và tạo ra một tương lai xanh hơn, thịnh vượng hơn. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức tại Vịnh Cambridge thuộc hạt Corway, Tây Nam nước Anh. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, Australia, Ấn Độ và Hàn Quốc đã được mời tham dự cuộc họp. Thông báo cho biết các nhà lãnh đạo G7 sẽ giải quyết những thách thức chung như xử lý dịch COVID-19, chống biến đổi khí hậu và đảm bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ việc mở cửa thương mại, đổi mới công nghệ và khám phá khoa học. Thưa quý vị, theo Reuters, nhà sáng lập gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, tỷ phú Jack Ma đã có cuộc nói chuyện trực tuyến với một nhóm các giáo viên đánh dấu sự trở lại sau 3 tháng không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội. Thông tin này ngay lập tức đã giúp giá trị cổ phiếu của Alibaba trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc tăng 8,52%. Đây được coi là tín hiệu tích cực đáng kể với Alibaba trong bối cảnh gã khổng lồ thương mại điện tử này đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ giới chức Trung Quốc. Trước đó, thì Citigroup cho biết nhiều nhà đầu tư giàu có đang muốn giảm bớt hoặc từ bỏ hoàn toàn việc nắm giữ cổ phiếu của Alibaba. Dù đã thôi chức chủ tịch, nhưng ông Jack Ma vẫn giữ được ảnh hưởng đáng kể với Alibaba, Ant Group và vẫn duy trì công việc quảng bá hai công ty trên toàn cầu tại các sự kiện kinh doanh chính trị. Ông Jack Ma cũng tiếp tục cố vấn tài năng quản lý trong Alibaba Partnership, nhóm gồm 35 thành viên, gồm các nhà quản lý công ty. Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc Samsung vấp phải khó khăn lớn sau khi tòa phúc thẩm tuyên 30 tháng tù giam với phó chủ tịch Lee Ji-yung hôm 18 tháng 1. Khoảng trống lãnh đạo mà ông Lee để lại sẽ ảnh hưởng tới quyết định đầu tư quan trọng trong các lĩnh vực mới của Samsung. Nhiều chuyên gia tin rằng nó làm tổn thương lợi thế cạnh tranh toàn cầu của tập đoàn. Theo Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc FKI, thì án tù của ông Lee có thể đưa Samsung và nền kinh tế Hàn Quốc vào tình thế hiểm nghèo, xét tới đóng góp của Samsung cho nền kinh tế và mức độ nhận diện toàn cầu. Khoảng trống lãnh đạo sẽ trì hoãn việc thi hành quyết định kinh doanh, khiến Samsung tụt hậu so với các đối thủ trên thế giới. Các quan chức ngành khác nhận định, ông Lee ngồi tù sẽ giữ chân Samsung trước những kế hoạch đầu tư quy mô lớn và thời điểm cạnh tranh trên thị trường chip ngày một khốc liệt. Còn đối thủ lớn tập trung cùng củng cố sức mạnh. Telford thì với 98.000 hecta, ông Bill Gates là chủ sở hữu đất nông nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Ông Gates cùng với vợ là bà Melinda Gates đang nắm giữ danh mục đầu tư đất nông nghiệp phong phú trải dài trên 18 bang. Các bang mà họ mua nhiều đất nhất gồm Louisiana khoảng 28.000 hecta, Arkansas hơn 19.300 hecta và Nebraska hơn 8.300 hecta. Đất nông nghiệp được họ nắm giữ bằng cả hai hình thức, là trực tiếp và thông qua Cascade Investment, công ty do ông Bill Gates kiểm soát chuyên quản lý các khoản đầu tư của ông. Ngoài đất nông nghiệp thì ông còn sở hữu hàng nghìn hecta đất chuyển mục đích sử dụng. Theo báo cáo của Arizona năm 2017 thì khoảng 10.000 hecta đất gần thành phố Phoenix của bang Arizona và Cascade Investment mua cổ phần đang được chuyển đổi thành một vùng ngoại ô với không gian cho 80.000 ngôi nhà. Cùng với đó thì hơn 1.600 hecta dành cho trường học, văn phòng và cửa hàng và gần 1.400 hecta không gian mở. Thưa quý vị, các thiết bị đeo thông minh đang trở thành mốt ở Trung Quốc khi người tiêu dùng càng ngày càng quan tâm hơn về công nghệ, muốn tận dụng tối đa tiện ích để làm cho cuộc sống thuận tiện hơn. Từ những chiếc tai nghe và đồng hồ không dây tương tác bằng giọng nói có thể truy cập các ứng dụng trên điện thoại thông minh đến các thiết bị có thể thực hiện cuộc gọi và theo dõi nhịp tim. Những tiến bộ công nghệ đã làm phong phú thêm các chức năng của các thiết bị này và tăng sức hấp dẫn của chúng. Khi lễ hội mùa xuân đang đến gần, một số cửa hàng tiện ích điện tử ở Bắc Kinh
Kinh đang đón nhận nhiều người tiêu dùng chọn mua đồng hồ và vòng đeo tay thông minh hơn. Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu International Data Corporation, IDC, lô hàng thiết bị đeo của Trung Quốc đạt mức tăng trưởng hai con số trong quý 3 năm 2020. Tổng lô hàng đạt 32,93 triệu chiếc trong quý 3, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Vâng, thưa quý vị, cũng như các nhà đầu tư, chúng ta đã trải qua một tuần của thị trường chứng khoán khá là sôi động. Và buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay anh Lê Minh Nguyên, Giám đốc môi giới công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Xin chào anh Nguyên. Vâng, thưa anh Nguyên, như Phương Thúy vừa chia sẻ thì tuần qua thị trường chứng khoán của chúng ta vẫn giao dịch tích cực, mặc dù thì có chút rung lắc vào những cái phiên cuối tuần này phải không ạ? Vậy thì ngoài sự tăng giá của nhóm Blue Chips thì anh thấy còn có những điểm nào đáng chú ý trong tuần qua? Theo bản thân tôi thấy thì cái tuần qua là một cái phiên có những cái phiên rất là đặc biệt, tức là các nhà đầu tư bắt đầu họ nhận ra rằng thị trường không thể tăng mãi được, và đến điểm mà là cái phiên mà cả thị trường đều rất sàn hết, là có vẻ như là ai cũng có lời, và khi thấy thị trường bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh thì họ sẽ bán cho bằng được để bảo toàn cái phần lời còn lại. Thì tôi nghĩ là sau một giai đoạn tăng như vậy, thị trường sẽ bắt đầu là theo cái xu hướng là phải xây nền cho vững chắc đã. Thì khi đó thì mới có cơ sở để tăng tiếp, mới có cơ sở để có thể nhà đầu tư ta xuống tiền tiếp. Và điều tích cực là khi mà một cái phiên rất mạnh như vậy và dòng tiền sau đó vẫn vào thị trường tiếp tục, thì tôi nghĩ là đều điểm rất là có vẻ tích cực cho thị trường. Giao dịch của các nhà đầu tư của chúng ta đã ra vào thị trường chúng ta cũng khá là nhanh. Theo anh thì xu hướng lướt sóng các nhà đầu tư nước ngoài trong tuần này liệu có tiếp diễn hay không? Và các nhà đầu tư cá nhân có thể theo trend nhóm ngoại được không? Rủi ro là gì và lợi ích sẽ ra sao? Thị trường chúng ta đã có một cái giai đoạn tăng khá dài, khoảng 7 tháng, tức là tăng rất là mạnh. Thì giai đoạn này tôi nghĩ cái trading hợp lý nhất là của nhà đầu tư nước ngoài. Họ ra vào liên tục để thứ nhất là họ có thể cảm nhận thị trường và họ có sự chủ động với thị trường luôn. Tôi nghĩ các nhà đầu tư trong nước có thể là theo cái phương pháp đầu tư của nhà nước ngoài, họ hay chơi đi liên tục trong tư thế là sẵn sàng chốt lời, và để đảm bảo cho cái khoản lợi nhuận của mình thì có thể nhà đầu tư là sẽ thêm một cái kênh là họ sẽ phái sinh để đảm bảo hiểm cho cái khoản đầu tư của mình. Còn rủi ro thì bản thân tôi nghĩ là cái phương pháp mua bán liên tục thì nó sẽ giảm rủi ro cho nhà đầu tư chúng ta hiện tại. Và tôi nghĩ nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến thị trường sát sao để đừng có bỏ lỡ cơ hội trong giai đoạn hiện tại. Dạ vâng. Theo anh thì trong tuần tới thì việc giải ngân kiếm lợi nhuận có cao hay không? Và mốc kháng cự mạnh sẽ là khoảng 1.300 điểm. Vậy thì anh có đồng ý với điều đó không? Và anh có khuyến nghị gì cho các nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại? Đương nhiên 1.300 là cái mốc kháng cự mạnh, và tôi nghĩ là cái mốc 1.300 này có thể cái mốc mà trong năm nay luôn chứ không phải là thời gian tới. Thời gian tới cái mốc quan trọng của chúng ta là cái mốc 1.200 điểm, và với xu hướng hiện tại thì tôi nghĩ là thứ hai, thứ ba tuần sau là cái phiên rất quan trọng để xem cái xu hướng như thế nào. Đầu tiên là mốc 1.200 có vượt qua được không và có giữ được cái mốc đó hay không thì chúng ta hãy bàn tới cái mốc 1.300 sau. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là nếu mà thứ hai, thứ ba tuần sau có những phiên tích cực thì nhà đầu tư có thể là xuống tiền được. Còn không thì sau đó nếu mà không có tích cực thì tôi nghĩ nhà đầu tư nên chờ thêm đến vào hạn cuối tuần sau mới ra quyết định đầu tư. Trong tuần vừa qua thì Vân Thúy cũng thấy là có rất là nhiều các dấu hiệu tích cực khiến nhà đầu tư của chúng ta có vẻ rất là hứng khởi. Vậy thì các nhà đầu tư của chúng ta vẫn sẽ hy vọng ở tuần sau là những dấu hiệu tích cực đấy vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Nguyên đã đến với buổi trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, buổi trao đổi với anh Lê Minh Nguyên cũng đã kết thúc bản tin 24/7 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và Phương Thúy xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.